chương trình khảo sát. Với câu hỏi này chúng ta có 5 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không ạ? Có hay không ạ? Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này chúng ta có 8 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Có hay không? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Vào số 3. Vào số 5. Vào số 6. Vào số 7. Vào số 8. Như vậy sau vòng thi thứ hai, tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta đến với vòng thi cuối cùng, chúng ta vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm số nhân vạn.
Với câu hỏi này, chúng ta cần phải đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 3. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Và ô số 5. Ô số 6. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Thank you.
biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời.